Kể từ 0 giờ ngày 14 tháng 8, toàn thành phố Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày. Trước tình hình đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, ban chức sự hai cơ sở an cư kết hạ, các tự viện trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội, khóa tu tập đông người. Các nghi lễ tu tập, tụng niệm nội bộ hàng ngày vẫn diễn ra nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Trường Trung cấp Phật học và hai cơ sở an cư kết hạ đã cho chư tăng ni giãn cách với chú xứ an cư tâm niệm. Tại các tự viện Phật giáo trong toàn tỉnh cần áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, không di chuyển ra ngoài nội giới khi không có nhiệm vụ. Đối với các cơ sở thờ tự thì chúng tôi thường xuyên là khuyến cáo tất cả các tăng ni trụ trì lên hướng dẫn các bà con hạn chế đi lại, bà con Phật tử hạn chế đi lại trong cái thời điểm này, và đặc biệt là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn và đeo khẩu trang để giữ gìn cái khoảng cách cũng như là giữ gìn tốt cho cái sức khỏe của mình, bảo vệ cho cái sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng yêu cầu chư tăng ni và Phật tử nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu bị nhiễm hoặc tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19, cần chủ động liên hệ với trung tâm y tế địa phương để kịp thời cách ly và chăm sóc sức khỏe.